Hello mọi người. Hello. Uncle Rick Hello. is back. He back. Few days ago. Đó. Thì cậu đã về đây rồi mọi người. Thì bây giờ mình sẽ chở cậu ra chợ để tụi mình mua. We gonna buy some lobster. We're cooking tonight. Cậu về được 2-3 bữa rồi mọi người. Nhưng mà bây giờ mình mới có thời gian để quay video với cậu. Giờ đây là lần đầu tiên hai cậu cháu đi mua đồ. This is my first time go to the market with you. Yep. Yeah. Let's go shopping. Shopping. À, chở cậu đi. It's hot today, isn't it? Not too bad. Not too bad. Not like the first day you got here. Yep, it was hotter. Mm-hmm. Really, that's hot. Mexico was hotter. Yep. How's my driving skill? It's fine. Finally? Mm-hmm. Remember first driving's time fine. I got here? Remember? Yeah. How was that? I got sick on the car? Yeah. Car sick. Now I'm getting better driving. Mm-hmm. Just takes practice. Yeah. 2 years already. Mm-hmm. Time flies. Yep. Yeah, soon you're gonna leave us. Couple months. Less than a couple months, 7 weeks, something like that. Cậu lại chuẩn bị đi nữa rồi, ở 2 tháng rồi cậu sẽ đi. As long as I get everything and everything goes the way it's supposed to. Yep. Should be good. Then I don't know when I'll be back. Let's see. It'll be a while. It'll be a year for sure. You want to go Safeway or anything? No, it's okay. Fine. Just the seafood market's fine. Mình đến nơi rồi, giờ mình sẽ đi vô cho mọi người. Let's go. Okay, let's go. Đi theo chân cậu Rick nha. Rồi, hai cậu cháu đi chợ. Này là chợ Việt nha, hay là lần đầu tiên dẫn cậu đi vô chợ Việt rồi cho cậu coi luôn nè. Lần đầu tiên cậu cũng đi luôn. Cậu ở đây mấy chục năm trời rồi. Lần đầu tiên cậu đi luôn á. Dẫn có cháu dâu là Việt nên là mới dẫn cậu đi chứ không chắc cậu cũng không bao giờ đi luôn. Vegetables, whatever we need to get. Okay. What's this grab a cart? We get this one right here. Oh, small one. Yeah, that's enough. Yep. Just go. Đó, bên này có bán nhãn này. You want some of this? Okay. Mình hỏi cậu ăn nhãn không? Cậu nói con thích mua gì con mua đi. That cherry. Yeah, I think we'll some of it. Cherry. Đó, cậu mua cherry. Cherry 3 đồng 49. Cái này táo, táo này cũng ngọt này. Mình không biết đến mùa của nó chưa nữa. What do you want to get for tonight? Any other vegetables? Tonight we eat seafood, we steam seafood. Yeah, just grab whatever else you want. Okay. Thì tối nay mình sẽ ăn con tôm hùm luộc.
hấp gì đó. Thì mình mua thêm, chắc mình mua thêm sả này, rồi mua thêm cái gì đó ăn kèm. Ở nhà có cái gì, có cucumber, có dưa leo rồi. You want some corn? Yeah, corn. Yeah. Mua some bắp. Đây là chợ Việt, cái gì cũng bán hết đó mọi người. Có mấy cái cây này này, cây cảnh Việt Nam này, cây cảnh Việt Nam, cây lưỡi hũ, rồi cây gì đây, cây cảnh quá trời luôn. Rồi khoai lang này, để mình lại mua, mình mua mấy cái trái cây của Việt Nam cho cậu ăn. Florida long gần. Anything else you want to eat? That's it. You think we need garlic? Oh, I have garlic, but it is some onion or something. Yeah, grab a little lemon grass. So only one, yeah? Yeah, one spoon. One. Chanh, chanh vàng này ăn ngon hơn hơn chanh xanh. Còn một cà chua. Cái này có đậu bắp này nè, đậu bắp với đậu đậu. Bởi mình thấy người ta bán đậu rồng nữa. Rồi cây này cây gì ta? Rau nhúc, có rễ luôn. Rau nhúc này ăn không biết ăn. Đây rau răm. Không biết mua rau răm về làm cái gì nữa. Là tối nay anh có siêu phút rồi, không có ăn món gì khác nên cũng chắc thôi không mua rau răm đi. Mà rau thơm các loại này. Ok. Cậu nói là mua gì mua đi. Rồi cậu đang lấy cà rốt. Bữa nay là làm cameraman cho cậu á. Yep. Bên này rau muống này mọi người, rau muống mà mình hay mua ở chợ này này, ngon lắm. Một bó rau muống dày là cỡ khoảng 7-8 đồng gì đó. Cỡ gần 200 ngàn từ Việt Nam một bó rau muống này, ăn 3-4 người ăn phê luôn. Rồi về đây có rau mồng tơi này nấu cặm này ngon lắm. Rồi rau cải cúc này. You want some lobster over there? Yeah. You look at that. Đây tôm hùm này. Có tôm hùm có hai loại. They have two kind of lobster. This one is bigger and that's a smaller. Yeah, get smaller one because it's yeah they better the meat sweeter. And then get sweeter. Some of the spot. Yes, that's right. Và mình mua thêm tôm đỏ với tôm hùm. So tôm hùm. Three lobsters and one pound. Yeah, pound. Okay. Mua 3 con tôm hùm với 1 pound lobster, con tôm đỏ. Con tôm hùm nhỏ nó ngon hơn, thịt nó ngọt hơn. Con hùm to thì nhìn nó đẹp hơn nhưng thịt nó không ngọt, ngon bằng mọi người. Mà giá chênh nhau có 2 đồng nữa. Nên mình mua con nhỏ. Excuse me. Hello. Dạ em muốn 3 con tôm hùm nhỏ. Chứ sao ơi. Cái này muốn mấy tôm hùm. 3 con tôm hùm nhỏ chú ơi. Excuse me. Can I have 3 lobster, small one? 1 minute. 3. Really? Yes. And 1 pound of. Chưa kịp nói ảnh nó chạy lên ảnh lấy cho mình. Ba con tôm hùm, ba cậu cháu ăn.
Yeah. Và tôm đỏ này ăn ngon lắm, hấp lên ăn cực ngon luôn. Tôm đỏ này rất là mắc, mọi người nhìn giá đi, 30 đồng một thao. Còn con lobster đó, con nó rẻ hơn, có 17 đồng 99 một thao thôi. Mắc hơn 10 đồng lận. Bữa nay đang mùa tôm đỏ á. Nè. Ngọt lắm, ăn ngọt nước lắm. Look at all this now. Cậu sợ ăn ốc lắm. Your face. Your face, the snail. Này ốc này. Cậu sợ ăn ốc nên đâu dám mua ốc về đâu. Yes, is that one pound? Yeah. Okay. Chợ Việt là toàn người Việt đi không mà mọi người. Có cả gì có hết, mình thấy có cả cá thu, cá ngừ rồi. Cá chim á, ngon lắm. Thôi ba con này vô đây. 69 đồng 44 mọi người. Cho là 70 đồng ba con. Tôm đỏ nữa. Tôm đỏ nhảy đành đạch luôn. Tôm đỏ là 36 đồng 99 à 36 đồng 29 chứ. Rồi nó còn nhảy nha mọi người. Nhảy tanh tách tanh tách. Đâu rồi cậu đi đâu rồi? Trời ơi sao không đợi con. Đây. Kìa. It's still alive. Okay. Để coi cậu mua gì không nữa thì mình đi về. What else do you need? I think that's it. Yeah, it depends on you, what kind you want to buy. Did you tell me that you want some scallop? No, I think we have enough. Enough? For tonight, okay. Yeah. Okay. Nội tạng lòng heo rồi, các thể loại tim gan cần phèo phổi gì có hết. Huyết này. Huyết này mọi người. Huyết là người ta đóng cẩn thận là sạch sẽ vậy nè. Mua về nấu bún riêu đồ bò ngon lắm rồi á, chân giò này, chân giò heo mà hỏi cậu sợ cậu ăn mấy cái này mọi người thấy nãy cậu đi qua đây cậu lướt thật là nhanh không, tại cậu sợ nhìn mấy cái này. Rồi coi cậu mua gì. What is that? Grabbing some steak. Let me grab you a small one. Grab the good one. Make sure it's like tender. Yeah. Dạ cậu là chọn cái miếng nào ngon ngon á. Đây thịt bò tràn lan đại hải luôn. Mọi người thấy không? Thấy chợ Việt Nam ở Mỹ sạch sẽ mà cái gì có không? Thấy đã không? À, mình vô đây là mình mua mấy cái xương này nè, nấu phở. À, xương này xương tống nè, nấu phở ngon lắm. Xương bò đó. Rồi đây này bây giờ nó đang sale này. Thịt bò tái sale 4 đồng 99 rồi. Cái cục này nó có 8 đồng 78 là nguyên cục này nè. Mua gì ăn không biết nào hết luôn á. Và cái này là bắp này. Bắp này nấu bún gồng ghế nè mọi người. Có 13 đồng 96 một bún bắp như vậy ăn 5 người ăn. Rất là rẻ luôn, siêu rẻ luôn. À. It's okay. Okay. Cậu lại thay đổi ý định không mua steak nữa. Thôi tối nay ăn seafood từng giày là được rồi cậu. Gia đình nào phải tỉnh. Ở đây thì bán đồ đông lạnh như là ốc móng tay này, mấy cái loại ốc mà bên này không có là ốc bươu làm sẵn này, hến này. Quá trời quá đất.
But I think they have everyone here. They have some ice cream if you want some. Yeah, just look. Kem này. Có nước mía nữa nha. Nước mía đóng đóng đông lạnh đó. Đây này nước mía này. Cậu đi như một cơn gió vậy trời. Đợi con với cậu ơi. Bên này là gian hàng mì gói mình nè. Mì rồi bún khô, phở khô đồ nuôi đó, bánh tráng rồi có sting nè, sting nhân sâm, sting đỏ. Rồi bây giờ mình sẽ tính tiền mua từng đó cho tối ngày hôm nay thôi, mai ăn gì lại mua sau tiếp nè. Chứ mua mà để trong tủ lạnh lâu rồi cũng ăn không ngon. Tính tiền đi về. Bên này có mấy cái cây ớt này nè, 35 đồng 99, cái ớt Việt Nam hay gì á, ớt chỉ thiên à, đúng rồi, ớt chỉ thiên nó đúng không ta, này nó nói chỉ lên chơi gọi là ớt chỉ thiên đúng không, mà cái cây này nó mắc quá à, tính mua gì nó mắc quá mọi người, 40 đô ở bên 36 đô. Còn bên này là gạo, kính thưa các thể loại gạo. Rồi bây giờ mình sẽ đi về cho mọi người để nhanh chóng mà mình về nấu cái con lobster, cái con tôm đỏ. Không là nó ươn. Phải nấu liền. Rồi mình sẽ làm cái video nấu sau rồi mọi người quan sát theo dõi sau nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha mọi người. Rồi giờ chở cậu về để mình nấu nè. Bye bye. Bye bye mọi người. Để mở cái cửa ra cho cậu bé kia. Ok. Got it. Ok. I got the rest. Ok. Đóng cửa lại. Rồi cậu đi lại cất cái xe cho người ta. Rồi vậy nha mọi người, mình sẽ tiếp tục tăng cái video tụi mình chế biến tôm hùm và tôm đỏ nha. Bye mọi người nha. Bye bye.